Okay, I'm here at the park and I'm gonna try to test the rock sand stabilizer. Mình đang ở công viên, mình sẽ đi một vòng cho các bạn coi thử cái công viên này ra sao với cái stabilizer này, coi nó có bị rung nữa không nha. Cảm ơn các bạn. Here we go, I'm gonna walk. I'm trying to walk as normal as I can. I can see it's already starts to swing. Shoot. Okay, I'm gonna have to stop and adjust. Man, that's just so hard to hold it and keep it from swinging side to side. Cầm nó khó quá đi thôi đi. Nó cứ lắc lư con tàu đi. Cái chỗ này là cái công viên mình thường đi nè các bạn, nhưng mà hôm nay thì mình sẽ làm cái video mà mình để cái camera đi trước như vậy, rồi mình sẽ đi bộ cho các bạn nhìn cảnh xung quanh đó. Buổi sáng người ta đi bộ ở đây nhiều lắm. In the morning this park full of people walking around. There's a trail around the park and people young and old come and walk. Well, mostly old people, because young people, they have to go to school, which is on the other side of the street. That's a pond right there, used to have a lot of water, and you can see geese and ducks and other waterfowls come, but I don't know why they're so dry now. Cái ao này hồi xưa nó có nhiều thú vật lắm, nhưng bây giờ thì khô queo. Cầm cái cây này nó rất là mỏi các bạn ơi, nó nặng chắc cũng khoảng 1 kg. Mình cầm mình giơ tay ra như vậy nó mỏi chết luôn. Mình coi trên YouTube có nhiều các bạn đi bộ ở Sài Gòn đó, họ cầm cái máy mà họ đi cả 1 tiếng đồng hồ. À, có thể họ nghỉ rồi họ quay tiếp. Đây là thường cái suối mà mình hay quay cho các bạn coi nè. Mấy lần trước thế thì mình chỉ đứng tại chỗ mình quay thôi, không có dám đi tới lui tại nó rung. This the creek with not a lot of water on the sides of the park parallel to the trail. Now I'm going back to the walk trail. Mình trở lại đi trên con đường. Mình đi một hơi cái bắt đầu nó có trớn, cái nó lắc lư, cái mình phải ngừng lại. Tìm cách nào sao mà cho nó đừng có lắc lư ta. Ok, ngừng lại nữa. I just have to stop and let the stabilizer balance out again. Because when I walk a little bit and then start to swing and then just pick up momentum,
and swing back and forth too much. I can tell you, this is not an easy thing to operate at all. Cái này không ổn rồi, cầm như vậy đi là chết luôn. Cái máy kia bằng điện tử thì nó mắc quá. Cái rẻ nhất là cũng hơn 150 rồi. Cái tốt là nó lên tới 500-600. Thì họ cầm họ đi không có bị rung, tại vì nó có cái máy điện tử nó sẽ tự động nó chỉnh. Còn cái này thì nó chỉ có cái counterweight là cái cục tạ ở dưới đó, nó cứ mấy đây nó chống rung bằng cách là nó cứ chạy tới chạy lui trên một cái bạc đạn. Okay, I have to stop here just a little bit because it's kind of out of whack. All right, let's go again. I can hear the stream of water flowing. Hopefully this is a watchable video, otherwise I have to scrap and do it again. Because when I try to watch it a first few time, when it was not balanced, it's just like you sitting on a boat and it's just kind of wave, the wave kicking it back and forth, side to side, give you like a headache. Phải lần đầu mình làm thử cái video mình coi ấy, thì mình thấy nhức đầu lắm, thì giống như ngồi trên chiếc tàu ấy, nó cứ bị sóng đông đưa. It's hard to control the pan because it's on a pivot on a little ball bearing. So when it's turned to one side and you're trying to correct it, it doesn't want to do it. So there's maybe a technique. You have to turn the whole body. Mỏi tay muốn chết luôn. Cầm nó dơ ra như vậy nè. Quá chịu không nổi. Ok, rung quá rồi. I had to stop and rest a little bit because my arms just get so tired. That man in front, every day I see him walks. Ông già đó sáng hôm nào thì ngày nào cũng giờ này cũng thấy ông đi bộ hết. It seemed to be a little bit better than without it. You know, when you hold it by hand, it's bouncy and shaky a lot. But here, it just kind of swaves back and forth. So, choose your poison. There's a bunch of geese on the other side of the street because that's the schoolyard. Mấy con ngỗng mình đó quá trời rồi các bạn. Biết mình thấy được không ha? Bên đó là cái sân sân trường. A lot of people on the YouTube and they give great review on this pizza, whatever. My opinion is not the best. You can save a lot of money trying to use this, but
Oh my God, isn't it? It's such a pain to set up. Cái này trên YouTube nhiều đứa nó mua rồi nó cũng khen dữ lắm. Mình mới mua mà mình thấy mình mua về mình để mình set up nó khó, set up là mình chỉnh nó đó, chỉnh cho nó cân bằng trước khi mình đi. Tại vì nó không có cân bằng thì nó sẽ đi, nó sẽ rung. Cái này giơ tay ra mỏi lưng chết, tại vì vừa mỏi tay mà vừa mỏi lưng nữa. Tại vì cái cơ mà nó cầm cái để mà cân bằng cái tay của mình thì nó bằng ngoài sau lưng, đau chết luôn. Chắc mình phải nghỉ chút xíu, đau lưng quá. I have to stop and rest a little bit because it's just very strength on my back. All right, let's see. Continue my walk. Đi bộ tiếp. Hôm nay trời nó có cái vẻ cảm giác như mùa thu thì nó lạnh lạnh. Tới giờ về mấy chiếc xe mang bus một bàn này là chở học sinh đi về. Yellow buses, yeah. So far I try to balance a heavy DSLR and it doesn't work. I balance a compact camera Sony. That just kind of work, but it's still hard to balance. And now I'm using the iPhone. It's much lighter. It seems to work. I'm not sure. I have to watch the video later when I go home. Mình thử ba cái máy rồi. Cái máy chụp hình lớn Nikon thì nó không có được, nó rung quá, nó hư quá chịu không nổi. Cái máy nhỏ của Sony thì nó vừa được. Hôm qua mình có up lên á, thấy nó cũng còn lắc lư quá. Rồi bây giờ bữa nay thì mình thử cái iPhone 8 Plus thì mình thấy là nó ít lắc lư hơn, nhưng mình phải về nhà coi cái coi trong cái computer thì mới biết được nó tốt hay là không tốt. Đây là cái góc đường, hai cái đường chính. Mình ngừng lại, bên đây là trường học. School on that side. Mé bên kia thẳng thì là nhà cửa. Còn bên đây nó gọi là apartment, là giống như là nhà chung cư đó. Lắc nữa rồi. Chung cư mình mới chủ nó cho mướn. Nhưng mà nhà này thì nó không có, nó có 2 tầng thôi, nó thấp thấp thôi, cao. Nhiều chung cư thì cao lầu cao lên không. Đây là cái tên của cái công viên này đó. Penitentia Creek County Park.
start to swing, I had to kind of hold it and then walk again. When it start to swing, it pick up momentum and it start to just shake side to side. Khi mà nó bắt đầu nó lắc lư rồi là nó lắc dữ lắm. Càng đi nó càng lắc. Thấy mình đi cũng nhanh quá chứ, sắp tới hết một vòng rồi. Ở trước có thấy mấy con sóc không? Saw so many squirrels. Switch hand. Telling you, it's about maybe a 2 pounds total weight, but if you hold it with your arms extend, it's get really tired after about 4 or 5 minutes. See that swing too much. I had to stop and then start going again. Mình phải ngừng lại khi nó lắc lư á, mình ngừng lại xong cho nó bớt lắc rồi cái mình đi tiếp chứ thôi là biết trong hình nhìn thấy mấy con sóc này không, mình quá chừng luôn, khoảng 10 mấy con luôn, chạy lung tung. Mấy sóc này mấy người ở thôn quê Mỹ họ cũng bắt họ ăn. Ăn chắc chấm thịt chuột chứ. Nói tới thịt chuột, lần mình về Việt Nam đi về Sa Đéc, mình nói mình muốn ăn những cái món thử thời thơ ấu. Bạn mới kêu gọi nó ra chợ mua cá gì mà gọi là cá nục ha, cá gì mà trơn trơn mà nấu canh chua ăn thì cũng ngon lắm, nhưng mà mình thôi thì mình sợ mấy con cá nó, tại nó tanh á, với lại thịt chuột. Xong rồi làm lên mình ăn thì mình cứ nhìn con chuột mình tưởng tượng mình ghê quá không dám ăn, cứ gắp cá ăn hoài. Họ bạn hỏi ớn hả, không dám ăn hả, nói ừ sao nhiều không nổi, nuốt không vô, tưởng tượng con chuột ghê quá. Những cá mình ở bên Mỹ thì mình không bao giờ mình ít ăn cá đó, tại nó tanh, nó chỉ có cá chiên mà lăn bột chiên mà nó không tanh thì mới ăn được, chứ còn ở nhà mà kho đồ vừa lên thôi là chịu thua, không dám ăn. Thì đây là cái nhà vệ sinh cho cái công viên nè, nam nữ xài chung, có cái nhỏ nhỏ vậy thôi. It's a little restroom, but it's still serviceable. They put the portable one over there, which probably very stinky. Chỗ này tập thể dục, it's exercising apparatus. That's pretty much the park. I came in that way. Nhờ là xong cái công viên rồi đó, nó nhỏ vậy đó. Người họ đi trong đây đi 5-6 vòng, đi khi nào mệt rồi họ thôi. Giờ mình sẽ đi xuống cái suối cho bà con coi. I'm gonna walk toward the creek.
I have to watch my step, otherwise I'm gonna step on something, maybe a snake. Mình phải coi, mình phải coi cái chừng đó, mình đi lạng quạng đạp cái gì tùm lum la. Here's the creek, đây là cái suối. I change my position. Let me go down closer. This one, this here. So hopefully with few practicing, I can probably use this thing. Give me a nice workout on the arm also. Chắc mình đi có thể một vài lần nữa mình có kinh nghiệm thì sẽ làm video tốt hơn với cái máy này, với cái này. Mấy lần trước mình cũng tính cầm cái máy mình đi vòng vòng vậy nè, mà nó rung quá trời quá đất, coi đâu có được đâu. Rồi kiếm, cuối cùng mình phải kiếm cách mình mua cái này để quay chứ. Mấy người đâu đây, người ta cũng xả rác quá trời cái suối. Ba cái ni lông, ba cái út. Need to get out because there's no way to walk because there's a bunch of tree right there. Đường tắt nên bị cúp rồi, mình phải đi lên. Ây da. Oh, sway. See, if I make a big jerk movement, it's gonna swing. See, I have to be careful before I slip on the. All right, I just hit it. I just hit the base and it make it totally out of whack. Nói đụng nó cái là nó lắc lư. Ok thôi. I'm gonna end my walk here and go to pick up the kids, take them to some place to eat. So here's basically a full circle, not complete, I mean perfect circle, but it's kind of around the park. I walk around, it's probably take about 10 minutes, I don't know. I have to stop and rest a little bit. Okay, well I see you guys later. I'll have to check out the video, see how it looks. Ok, mình xin chào các bạn nha. Mình về nhà coi thử coi cái clip này có coi được không. Nếu như không có rung quá mình sẽ upload lên cho bạn, các bạn coi. Xin chào.